Tối qua mùng 4 tháng 4 tại Bình Dương đã xảy ra một tai nạn điện giật thương tâm làm 3 người trong một gia đình tử vong trên vỉa hè. Theo thông tin ban đầu vào chiều tối mùng 4 tháng 4 tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, xảy ra mưa to gió lớn làm một số cây xanh bên đường gãy đổ, đè lên đường dây điện khiến dây điện bị đứt và rơi xuống đường. Sau khi trời tạnh mưa vào khoảng 18 giờ, một phụ nữ 70 tuổi Tại khu phố 2, phường Mỹ Phước, ra ngoài vỉa hè quét nước thì bị điện giật ngã xuống. Thấy vậy chồng bà cùng con trai và người cháu chạy ra ứng cứu cũng bị điện giật té ngã. Khi mọi người phát hiện sự việc đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng để cúp điện. Người phụ nữ bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện và ba người thân còn lại đã tử vong.